bạn hãy nhấn like, chia sẻ clip và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo nha. Thank you.
ngay bên dưới. Nếu có món gì thú vị và đặc biệt, hãy comment ngay bên dưới cho chúng mình nhé. Chúng mình sẽ thực hiện. Ok. Các bạn hãy nhấn like, chia sẻ clip và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo nha. Thank you.
khén, mình vừa mới giã xong, rất là thơm ngon. Bây giờ mình sẽ đi làm nước chấm nhé.